Hải Phòng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn xây hẳn đảo tỷ phú cho giới siêu giàu. Với tên gọi là Vinhome Royal Island nằm ở đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Vốn đầu tư thì cực khủng lên tới 2,4 tỷ đô. Các tỷ phú sẽ nhận được gì? Theo Vinhome, địa thế của đảo trong phố là cơ sở để Vinhome tạo ra những đặc quyền thượng lưu như là bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10 ha, sân golf đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, học viện cưỡi ngựa hoàng gia, phố đi bộ trên sông đẹp nhất Việt Nam, công viên vui chơi giải trí gia đình Vin Wonder Royal Park với vườn thú mở Safari, vân vân. Toàn bộ dự án được chia thành 12 phân khu bao gồm sân golf và xen kẽ là hàng loạt các cái tiện ích dịch vụ với các tên gọi mỹ miều như là đảo vua, hoàng gia, quý tộc, đảo thiên đường, hoàng thành, tài lộc, kinh đô, Royal Riverside, bao gồm các loại hình nhà như là biệt thự, liền kề shop house, vân vân. Về an ninh thì ứng dụng công nghệ AI hiện đại, an ninh đa lớp, bố trí tuần tra trên sông. Về chăm sóc sức khỏe thì có phòng khám Vinmec, chăm sóc khám chữa tại nhà. Dự án có tiện ích cây xanh, mặt nước thì lên tới 359 hecta với tổng diện tích là 887 hecta, 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, vân vân. Về giáo dục thì quy hoạch có tới 7 trường mầm non, tiểu học liên cấp chất lượng cao. Về vui chơi giải trí và thư giãn thì có trung tâm thương mại, công viên K-Park Hàn Quốc và quảng trường châu Âu, trung tâm hội nghị tiệc cưới. Và anh em có nắm được cái giá của Vinhome Vũ Yên hay không thì hãy cùng comment xuống bên dưới để mọi người cùng thảo luận nha.